Tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình có nhận được con Huawei 9 2019 này. Bị tài khoản Google nha các bạn. Cái này thì khách người ta reset lại nha, thì không nhớ tài khoản Google nha các bạn. Nè. Sẽ không vào trong được nha các bạn. Khi reset xong thì nó sẽ yêu cầu tài khoản Google nha các bạn. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn mở tài khoản Google của nó nha. Thì các bạn sẽ lấy cho mình cái sim nha. Giờ các bạn gắn sim vào máy cho mình nha. Đây các bạn gắn sim vào nè. Thì mục đích của việc gắn sim này thì để các bạn gọi khẩn cấp thôi nha. Giờ đây thì các bạn quay lại màn hình ban đầu cho mình nha. Các bạn sẽ ấn vào cuộc gọi khẩn cấp nè. Thì các bạn sẽ ấn 112 nhé. Các bạn gọi nhá. Thì khi gọi ngay chỗ lịch này nha các bạn để ý cho mình nha. Ngay chỗ lịch này thì nó sẽ sáng lên cái nó tắt nhá. Đây mình lại cho các bạn xem này. Đấy thấy không? Các bạn thấy nó sáng lên cái giờ nó tắt không? Rồi thì cái này các bạn nhanh tay cho mình nhá. Thì các bạn ấn 112 rồi các bạn ấn ngay vào chỗ lịch tới cho mình nhá. Nè các bạn ấn nè. Thì cái này các bạn làm một lần không được thì các bạn làm hai lần nhá. Mình cũng làm một hai lần mới được nhá. Rồi ok rồi nè. Thì đây vào lịch rồi các bạn ấn sẽ ấn vào ô vuông này cho mình nhá. Rồi ở tiêu đề nè. Thì các bạn có thể để tên các bạn hay là cái gì tùy các bạn nhá. Thì cái này thì mình để tên của mình nhá. Chia sẻ nghiệp dư nhá. Thì các bạn nhớ like và đăng ký kênh chia sẻ nghiệp dư nhá. Ở dưới phần mô tả này các bạn quan trọng phần mô tả nè. Các bạn để cho mình youtube.com nha. Youtube.com thì các bạn viết liền nha các bạn. Rồi các bạn ấn dấu tích nè. Rồi xong thì các bạn sẽ ấn lại vào cái tên hồi nãy nè. Các bạn ấn vào youtube.com nè. Thì bình thường ở những máy kia khi các bạn vào được tới đây thì các bạn ấn vào hình người này. Các bạn sẽ ấn vào điều khoản và bảo mật nha. Nhưng mà mấy dòng Huawei này nó sẽ không cho các bạn ấn đâu nha. Thì giờ các bạn sẽ tìm các bạn tìm kiếm, các bạn sẽ vô kênh của mình nha. Để có gì tí nữa các bạn nhớ các bạn ủng hộ mình nha. Thì cái này các bạn vô kênh của mình cũng được, còn không vô cũng được đó. Không sao. Đây kênh của mình đây thì các bạn ấn vào tí nữa các bạn ấn vào đăng ký để ủng hộ mình nha. Thì đây các bạn sẽ ấn vào dấu 3 chấm nè. Xong các bạn ấn chia sẻ cho mình nha. Rồi các bạn ấn vào Gmail nha. Khi vào Gmail các bạn ấn bỏ qua nè. Rồi các bạn ấn thêm địa chỉ email nha. Thì ở đây các bạn phải tạo cho mình một tài khoản Hotmail nha. Thì nếu không có tài khoản này thì các bạn có thể liên hệ mình nha. Liên hệ mình sẽ cho các bạn tài khoản các bạn nhập vào nha. Còn không thì các bạn tạo cái này tạo cũng dễ mà. Nếu cần thì có thể liên hệ mình sẽ cho các bạn nha. Rồi bây giờ mình nhập tài khoản của mình vào nè. Đăng nhập. Thì ở đây mình che cái mật khẩu của mình nhá. Rồi xong các bạn ấn đăng nhập nè. Giờ các bạn chờ nó đăng nhập thôi nha. Rồi đăng nhập xong các bạn ấn tiếp theo nè. Tiếp theo cho mình nha. Xong giờ thì các bạn sẽ ấn vào Gmail nha. Đây đưa tôi tới Gmail nè. Giờ các bạn ấn vào dấu 3 chấm cho mình nè. Bạn ấn cài đặt. Giờ các bạn ấn tiếp vào dấu 3 chấm cho mình. Bạn ấn vào quản lý tài khoản nha. Ấn vậy thì nó sẽ vào trong cài đặt luôn nhé các bạn. Thì đây mình sẽ vào giới thiệu cho các bạn xem nhá. Giới thiệu nè. Huawei 9 2019 nè. Phiên bản Android 9 nha các bạn. Giờ ok thì bây giờ các bạn quay ra cho mình nè. Đây các bạn quay ra nè. Bạn vào đặt lại cho mình nha. Các bạn vào đặt lại toàn bộ cài đặt nhá.
Thì các bạn ấn vào đặt lại thôi nha. Giờ thì các bạn chờ cho nó đặt lại chút xíu nha. Thì khi các bạn đặt lại nó xoay chút xíu là xong rồi. Thì nếu các bạn thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha, để mình lấy động lực làm những video tiếp theo nha. Nhớ like và đăng ký để ủng hộ mình nha. Đây, giờ các bạn ấn lại đặt lại cái nữa nha. Thì nó sẽ vào trong luôn nha các bạn. Đây, nó vào trong luôn rồi nè. Thì đây thì các bạn muốn làm gì các bạn làm thôi nha. Vậy là ok rồi đó. Rồi, chào tất cả các bạn nha.